Cà râu luôn ha. Này gối đầu nên là có học không em?
Trước anh cũng có một con bé em gái của anh vậy, nó cũng đi Lào, đi Lào mà đi học tóc và bắt gội đầu miết rồi ừ.
Không bắt rồi được. Bắt rồi đầu miết rồi, cuối cùng hắn chán quá, hắn chạy về. Không 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 đi làm nữa. Nữ mà đi Lào cắt tóc với làm gội đầu cũng nhiều lắm này. Chắc. Thank you.
Thank you.
Bực bao nhiêu độ?
Ừ.